Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ThinkPro. Năm nay, Lenovo đã có một cái quyết định khá là táo bạo khi mà thay đổi cái tên gọi của những chiếc laptop doanh nhân dòng T series. Những cái tên quen thuộc như là ThinkPad T480, T490 hay là T590 thì bây giờ đã có một cái tên mới dễ nhớ hơn và đơn giản hơn, đó là ThinkPad T14 cho những chiếc máy 14 inch và ThinkPad T15 cho những cái chiếc máy màn hình 15 inch. Thông thường khi các hãng thay đổi cái tên gọi của sản phẩm của mình thì nó cũng sẽ đi kèm với những cái sự lột xác về mặt thiết kế, về tính năng hay là cấu hình ở bên trong. Tuy nhiên thì đối với cả một dòng laptop mà nó mang nhiều cái tính truyền thống như là ThinkPad thì liệu rằng là cái sự thay đổi ở trên những cái chiếc ThinkPad có cái tên mới nó có khác nhiều so với cả những cái chiếc ThinkPad đời cũ hay không? Ngày hôm nay mình sẽ mời các bạn tìm hiểu chi tiết thông qua cái bài đánh giá nhanh cái chiếc ThinkPad T14 đang ở ngay cạnh mình. Trước hết thì mình sẽ điểm qua về cái mặt mức giá của chiếc ThinkPad t 14 bởi vì thật sự mặc dù là đây là một cái chiếc ThinkPad mới thế nhưng mà cái mức giá của nó thì rất là hấp dẫn so với các cái cấu hình so với các cái chất lượng build mà nó mang lại. Cụ thể đối với cả cái phiên bản gần như là cao nhất về mặt cấu hình với con chip Intel Core i7 Comet Lake 10510U đi kèm với đó là RAM 16GB và các đồ họa bên trong đó là mx 330 cũng khá là mới thì cái mức giá của nó chỉ là chưa đến 35 triệu đồng. Nếu như mà so với cả những cái chiếc ThinkPad t 49 mà cấu hình cao thì chiếc ThinkPad T14 với cái cấu hình như thế này Nó có cái mức giá gần như là tương đương so với cả ThinkPad T490 luôn à, Và đi kèm với đó thì chúng ta cũng có một vài những cái sự nâng cấp ở trên cái chiếc T14 này Cụ thể đó là về mặt cấu hình Thì nếu như mà trên cái chiếc T490 cái phiên bản cao cấp nhất Chỉ được trang bị các đồ họa là MX250 mà thôi Thì ở trên T14 chúng ta đã có một cái cạc đồ họa nó xịn sò hơn, nó mạnh hơn Đó là Nvidia GeForce mx 3 và đi kèm với đó thì 16GB RAM ở trên chiếc T14 Cũng có một cái tốc độ bus RAM nó cao hơn so với cả trên chiếc T490 Đó, các bạn nghe tới đây đã thấy được rằng là cái sự hấp dẫn ở trên ThinkPad T14 chưa ạ? Và ngoài ra thì chúng ta còn có một cái sự thay đổi rất là lớn nữa Đó là cái tên của ThinkPad T14 Còn lại thì tất tần tật những cái yếu tố xung quanh cái chiếc ThinkPad T14 này Nó không khác gì so với cả một chiếc ThinkPad T490 cả có lẽ là đến đây thì mình cũng không biết là phải nói thêm gì nữa Bởi vì là nó quá giống với cả thích bát T490 rồi Nếu như các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về những cái chi tiết của cái chiếc máy này Thì có thể là xem lại cái video mình đánh giá chi tiết cái chiếc T490 à, Nhưng mà thôi, bởi vì là nó được nâng cấp một chút về cái mặt cấu hình thì nên là chúng ta cùng đi sâu hơn vào cái mặt uh, hiệu năng của cái chiếc T14 này à, Thì uh, trước hết mình có test cái bài test đó là Cinebench R15 thì cái kết quả điểm số cho ra nó nhỉnh hơn một chút so với cả chiếc ThinkPad T490 ở cái cấu hình tương tự. Cụ thể là đối với cả điểm đa nhân thì nó nhỉnh hơn khoảng 10%. Thật ra thì với cái mức chênh lệch như thế này thì trong quá trình sử dụng sẽ rất là khó để mà thấy được cái sự khác biệt và cái các đồ họa mới đó là mới X330 ở trên cái chiếc ThinkPad T14 này à, thì khi mà mình dùng những cái tác vụ như là có edit video nhẹ hoặc là chơi game thì mình cũng thấy được rằng là cái sức mạnh bổ trợ của các đồ họa mới 330 này. Một điểm mình cũng rất là thích nữa ở trên chiếc T14 phiên bản này đó là nó được trang bị sẵn một ổ SSD 512GB PCIe tốc độ cao. À, với cái ổ SSD như thế này thì mình có thể là dễ dàng truy xuất những cái file Excel, những cái file ảnh rất là nặng ở trên chiếc máy này à, và nó giúp cho cái trải nghiệm làm việc của mình trên ThinkPad T14 trở nên cực kỳ là trọn vẹn. Phải công nhận rằng là những cái chiếc laptop cao cấp như thế này thì nó mang lại những cái trải nghiệm rất là trọn vẹn anh em ạ Cái ổ SSD ở trong này thì rất là nhanh Ờ Mình có file hay là mình mở file thì gần như là không cần phải quan tâm tới cái tốc độ load của nó Tuy nhiên thì mình cũng có một cái giải pháp cho anh em nào mà đang dùng những cái chiếc laptop thấp cấp hơn Đó là một chiếc ổ SSD với cái tốc độ rất là nhanh và với cái mức giá cũng rất là phải chăng đây là ổ SSD Blue SN550 Điểm mạnh của chiếc ổ cứng này đó là nó hỗ trợ cái tốc độ đọc ghi tuần tự rất là cao lên đến tận 2400 megabit trên giây Nghĩa là gần như tương đương với cái ổ cứng cao cấp ở trên chiếc ThinkPad T14 này Và thêm vào nữa thì nó cũng hỗ trợ 4 làn PCI Express Nó cho cái tốc độ đọc ghi vừa nhanh nhưng mà nó cũng vừa là ổn định nữa Và nếu như mà anh em đang có một cái chút băn khoăn về cái tốc độ đọc ghi của cái chiếc ổ cứng của mình Thì mình nghĩ rằng mà anh em nên uh, sắm một cái ổ cứng như là SN550 này thì uh, nó sẽ là một cái sự lựa chọn khá là hấp dẫn ở trong tầm giá bởi vì đây gần như là cái ổ cứng có mức giá tốt nhất anh em có thể tiếp cận được mà có tới 4 làn PCI Express. Và quay trở lại đối với cái ThinkPad T14 thì cái trải nghiệm tổng thể về cái phần hiệu năng của nó quả thực là gần như thuyết phục mình hoàn toàn. Uh, khi mà mình có chơi thử game thì đây cũng là một cái chiếc máy mà các bạn có thể là chiến được những cái tựa game eSports nhẹ nhàng như là FIFA Online 4. Tất nhiên là cái mức cấu cấu hình thấp thì chơi khá là mượt hoặc là có thể chơi Liên Minh Huyền Thoại và với những cái tác vụ như là làm văn phòng như là edit ảnh cơ bản hay là edit video nhẹ thì ThinkPad T14 với cấu hình con chip Intel Core i7 và với các rời thì nó cũng có thể là đáp ứng được luôn. Tuy nhiên thì như mình đã nói, tất cả những cái yếu tố còn lại từ cái phần bàn phím, từ cái phần thiết kế gần như là nó sẽ không thay đổi một chút nào so với cả ThinkPad T490. Thật ra thì đây cũng không phải là một cái điểm xấu khi mà cái trải nghiệm làm việc, cái bàn phím, cái tắc bát hay là cái chất lượng build ở trên chiếc ThinkPad T490 đã rất là tốt rồi và nó gần như là tương tự đối với cả chiếc ThinkPad T14. Tuy nhiên thì mình vẫn cảm thấy rằng là có đôi chút thủ thận bởi vì là cái tên nó rất là mới thì đáng ra nó phải có một cái gì đấy mới hơn. Ví dụ như kiểu là Lenovo thay đổi một chút về cái phần thiết kế đi hoặc là thay đổi một chút về cái phần chất liệu thì mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp hơn so với cả cái tên này Còn đối với cả ThinkPad T14 thì nhìn chung mình đánh giá rằng đây là một cái chiếc máy bình cũ nhưng mà rượu cũng cũ luôn uh, Nhưng mà bù lại thì chúng ta có thể coi ThinkPad T14 là một cái bản update về cái mặt cấu hình và chúng ta sẽ có một chiếc ThinkPad t 490 nhưng với một cái cấu hình cao hơn, nghĩa là các bạn sẽ có thêm nhiều những cái sự lựa chọn hơn. Vậy nên nếu như các bạn muốn một cái cấu hình cao thì có thể là chọn ThinkPad T14, hoặc các bạn muốn một cái mức giá phải chăng hơn, các bạn muốn một cái cấu hình đa dạng hơn thì có thể là chọn những cái chiếc ThinkPad T490. Hiện tại thì uh, ThinkPad T490 có những cái cấu hình mà nó có cái mức giá cực kỳ là hấp dẫn luôn, chỉ khoảng hơn 20 triệu đồng một chút chúng ta đã có thể sở hữu được rồi. Và chi tiết về mức giá cũng như là những cái chương trình khuyến mại dành cho ThinkPad T490 và ThinkPad T 14. như thế nào thì các bạn có thể là tham khảo cái đường link chi tiết tận tới Think Pro mình để dưới phần mô tả của video nhá. Và vừa rồi thì cũng là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc ThinkPad T14. Nhìn chung thì đây không phải là một cái chiếc máy mà nó có quá nhiều điểm mới mẻ để mà chia sẻ. Nhưng mà thật sự thì đây vẫn là một cái sự lựa chọn rất là tốt ở trong tầm giá khi mà cái mức giá của nó không chênh lệch nhiều so với cả ThinkPad T490 trong cùng cấu hình. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc ThinkPad T14 này? Liệu rằng là nó có đáp ứng được cái kỳ vọng, cái nhu cầu của các bạn đây là không? Hãy chia sẻ ở dưới phần comment và chúng ta cùng nhau bàn luận thêm về chiếc ThinkPad T14 này nhá. Và nếu như các bạn thấy thích video này thì cũng đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như ấn nút chuông để có thể là theo dõi những cái video đánh giá laptop mới nhất ở trên ThinkPro Pro. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.